Chỗ này thì nhìn cũng ngon, nước chảy cũng tà tà, thì chắc cũng sẽ có cá. Thường cá nó rất thích ở những cái chỗ mà nước nó hơi sâu sâu, nước nó chảy chậm chậm, thì white bass bây giờ nó sẽ bu vô những cái chỗ giống như vậy, nó đẻ. Dính liền ha, mình kiếm được cái chỗ là bắt đầu là mình sẽ câu được white bass. Nhưng mà không phải là cá đực nha. Ủa, không phải là cá cái. Thì khi mà mình câu lên mà có cá cái á thì cái chỗ đó nó sẽ nhiều, còn mà mình câu lên mà bị dính cá đực á là cái chỗ đó nó sẽ không, cá nó không có tụ nhiều lắm. Cái điểm này mình nghĩ chắc phải có nhiều lắm á ta, sao mà bự ra, bự ra không? Đó là nó có cá cái đó, thấy không? Đây là con cá cái, nhưng mà có cá cái vô là bắt đầu sẽ có cá đực. Man, they're still there. See? A big one, just me. Trời ơi nó, thấy chưa? Không, bây giờ vẫn còn cá bự vẫn ăn tiếp nha. Tại vì cái chỗ này nó ở, còn mấy cái chỗ kia nó đi. Được 4 con à. Ừ. Sảy 2-3 con gì đó. Nữa nè, trời ơi. Nãy giờ em có chọi gì đó không Hiếu? Ừ. Sao nó ăn nè? Giờ nó phải ăn lại á. Nên mấy người kia câu dính hết trời kìa. Em cái tưởng đấy là trong đó người câu nhiều, em đang tất cả rồi đó má. Đâu. No. Hôm qua ở trong đó nó ăn, ở ngoài đây không có ăn. Nhưng mà hôm nay á thì ở trong đó nó hết ăn rồi, nó ở đây thôi mà. Nè, thấy chưa? Bự bự. Bây giờ là cá bắt đầu nó ăn lại mà cá bự nữa nha. Con nào con nấy là dưới sai. Sớm giờ đi tới đi lui đi tùm lum đi nhiều chỗ quá mà câu không được mấy con chứ. Về đứng đây lại thì câu có cá tiếp.
1. Vợ anh chỉ nói nhẹ thôi, ờ mày không về cuốn đồ đi luôn đi. Đó nói ok, thank you. Thank you. nó bị mất cái hồn rồi, nó đang bị mất hồn rồi, nó đâu còn câu, nó đâu còn tâm trạng nên nó câu nữa đâu. Tân, ba cái là ba con rồi đó Tân. Thôi mình tới chỗ này mình chọi ba cái là ba con nha. Cá bự không à. Giờ mình không có ai mà gửi cá mà bỏ sâu cho mình ta. Về là nó chửi thúi đầu. Dính cây. Dính cây không có dính cá. Dính cây. Ê mẹ. Rồi nó chơi, nó thấy dây câu mình cho nó gõ dây câu luôn kìa. Thì tụi con em tốt rồi ha. Mình dính cá nó dính không được cá, xong cái nó chơi vậy đó. Ồ cá bự nè. Man. À, cho mày hồi sớm mày lát tao ha. Ôi sao dính hoài vậy, anh tưởng không dính à. Cho mày lát rồi, bây giờ tao cho mày đứng đó mày coi. Tao cho mày đứng đó mày coi đi, cu. Ồ, mất xong cá là đã buồn rồi đúng không? Sư tử nó gừ cái nữa rồi. À, chết mẹ. À, về chỉ ngàn sư tử nữa. Xong. Sáng. Hồi tối hôm qua người ta đi thì người ta tranh thủ người ta xin nó đi. Á, đi mà không biết xin. Trời ơi. Cái gì mà hoài thì không biết nữa. Ở đâu mà sâu mà cá. À, giống như là bây giờ nó tới giờ nó ăn lại á. Thì cái gì chậu đi ra là. À. Double luôn hả? Như giờ nó lát liền kìa, dính cái nó lát liền kìa. Ồ bự nha. Ôi xì. Ồ cá cá luôn kìa. Trời ơi, trời ơi. Rồi giống baby quá vậy. Vừa ha. Mười anh ông trời. Rồi chết mày ơi. Ủa quá, gọi tiếp rồi. Anh nói em nghe nè, một là bây giờ em tắt phone, xong em nói là phone em hết pin. Hai là bị lost signal. Chia thì không có chia đâu. À, kiếm không được Tân, nó đâu kiếm được thằng nào khác đâu. Rồi. Trời ơi, double luôn, double luôn. Here, we got a double. Hai người chọi vô chỗ mà cá nhỏ không à. Chung một size luôn man. Rồi về nè.
Ngồi nó lên cá nhỏ mới lên một cặp. Trời ơi, về tới đây ăn nè. Quá trời ơi. Trời hết. Ba kìa. Rồi, không có bự men ơi. Cỡ cá thay lờ nè. Kéo nó vô luôn, trời ơi. Tự nhiên lên đâu bầy cá nhỏ, 5-6 con cá nhỏ không nhìn thấy. Bự không? Dạ bự rồi. Nó táp hụt. Nó táp hụt. Ô bự á. Canh đi. Có lượng cá không? Trời, trời ơi. Bây giờ là ôi, xảy con mồi. Ừ, con nó của anh man. Nó mới vừa táp hụt anh đó. Nó mới vừa táp anh hụt á. Chà bá luôn. Nó ở trong cái góc đó thôi à. Đó, đó. Giờ kiểu giống như là tới giờ rồi, nó ăn liên tục luôn. Chạy đâu phải đất của em đâu, người ta muốn đứng đâu người ta đứng chạy người ta. Mất cái chân luôn, để ăn luôn. Bullshit. Oh man, con này bự. Tới giờ giống như là nó ăn lại á. Xong cái mình trọi ra là đó. Bự nè, thấy không? Nó vừa đi là quất liền. Nó vừa đi là quất liền á men. Anh nghĩ nhỏ Tân rồi, đo cả nha Tân. Con này bắt đủ hết không? Nhỏ lắm. Con này có 12 này đặc biệt.
chín. Chưa có đủ. Đâu lắm. Double ở bên đó double luôn hả? Mình nãy giờ chưa có ba cái luôn hả ta? Ừ, sáng có một cái được ba con. Không có anh, không có. À, anh nó dính rồi. Tới anh, tới anh. Tới anh. Em vớt lát rồi nha, tắt phone đi mày. Thôi về Hiếu ơi. Tắt rồi. Ờ, tắt rồi à. Một là một, hai là hai. Đúng, cãi em. Đó, ghê chưa. Đồ, mấy chẳng qua nó đi đâu rồi á. Nó cho trở lại câu mừng thấy mẹ rồi, phải đặt. You cat on my line, man. Oh, you're here? Yeah. Sorry. It's okay. Ai gọi hồi sảy rồi. Nó chưa mày là mất con cá của tao rồi đó. What? À, giờ tại đó có con cá à. Giờ nào câu dính cá mới là hay. Phan đợi đợi chứ, thằng nó kêu. Rồi, rồi. Vô. Quang vô Hiếu. Rồi, ok. Lạc. Chưa đợi. Ủ kêu. Phải đợi ba thằng Quang. Quang Hiếu. Trời, em đứng gần mà. Sảy nữa, trời ơi. Hoài vậy ta. Sảy nữa đi. Sảy nữa đi. Đủ không? Đủ không? Sure. Nó mới vừa 10 à. Em chưa 18. Ôi nó cắn tạc vậy đó. Baby mình. Gút không? Gút không? Gút không cân? Cầm cái sâu cá xuống ngay cái đầu cân mày. Thấy chưa? Ta nói có mà chạy ta hoài. Tại vì á nó vô nó ở đây cái nó sẽ chạy qua bên này nó. Ờ nó sẽ đi qua đi lại vậy thôi. Quay bass mà thấy chưa? À, tin á. Vừa không? Chắc không đâu hả? Còn cá này cá đi nè. Có đủ. Giờ câu đủ ăn về hay là câu kiếm cá bự? Khỉ họ. Đủ sai cũng là chua chát rồi.
đủ đừng cái hồi ném một cái là trời ơi ngã thua luôn, thua thằng trai ni mới tới luôn. Như là dân pro, em là master. Master câu gì kỳ quá. Trời, master nè, trời ơi. Sao mà nó có thể nó xảy được thấy vậy hết. Sao mà nó có thể mà nó xảy được. Trời ơi baby luôn. Dạ từ từ con thả ông nội về ông nội. Nè. You stay here. No come okay. Oh, oh. Ow, ow, ow. Nè. Thôi vậy câu đi đến. Trời ơi. Bây giờ mình đi ngược về trên khúc trên chút xíu. Thì ở trên đây nó cũng có một cái bờ đất nó u ra, nước nó cũng vừa hít vô cái bờ đất là bắt đầu nước nó bị bẻ dòng. Thì cá quay bass nó sẽ tụ vô mấy cái điểm này nè. Chỉ cần mình chọi ra xong cái mình quay từ 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 vô đó. Là bắt đầu nó ăn. Đó nó táp hụt xong nó sẽ táp lại thêm nữa. Đó là cái thấy chưa? Thấy chưa, nó táp hụt xong rồi nó sẽ táp lại. Đó là cái quay mà con quay bass nó ăn. See you buddy. Hả? Da nó ngưng rồi. Còn mà cá nhỏ không à. Hết cá bự rồi. Giống như là cá nó đang đi rồi đó, nó không có tụ nữa. Thành ra nó hơi chậm hơn chút xíu. Dạ. Ồ, còn cá bự, double. We got a double. Yeah, cá bự nó ăn lại rồi đó cu. Nè. Yes. No, bữa anh với Tân câu lúc tối cũng đâu có nhiều đâu. Bữa về cũng 6 giờ.
tiếng nữa về. Tân bây giờ mà nghe nói tiếng đi về là mừng lắm. Nghe bên trên đi. Nha à, cỡ này không à. Đủ lấy luôn hả? Đủ, không lấy là em lấy hết. Vô đây. Thấy không? Má nó phá không à. Dưỡng có ngay cho cái dụng đó, đó nè, hồi sớm á. Trộm mới vừa xuống á. Về nè. Em câu mình.